con kính thưa đại chúng hôm nay con xin phép được đọc si tâm kệ được trích trong quyển sách kệ tu tâm của tác giả sư thanh minh si tâm si tâm là sự ngu si là không hiểu biết đường đi giữ lành do không nghe pháp thực hành nên không hiểu được phước lành từ đâu si mê tà kiến thâm sâu khổ đau không biết từ đâu đến mình ngu si tâm tội vô minh tham lam không biết hại mình vì tham hận sân vô quỷ vô tàm vì không hiểu biết nên làm tội nhân ngu si nên mới hận sân hại người không biết là nhân hại mình. Ngu si phiền não khởi sinh, say mê phóng vật lòng mình lao sao. Tiếp thu những chuyện tào lao, nói làm vô ích càng dao động lòng. Si tâm chẳng biết hộ phòng, thân tâm khẩu ý chìm trong tội tình mai này nghiệp quả tái sinh ở trong đọ xứ thì mình khổ đau si tâm muốn hết thì mau lắng nghe giáo pháp nhiệm màu tu tâm tạo ra trí tuệ uyên thâm tẩy trừ tà kiến mê lầm ngu si tâm vô tàm vô tàm là chẳng ngại gì khi làm những việc cực kỳ xấu xa vì không tôn trọng chính ta buông lung phóng vật xấu xa phơi bài ngu si đi với tâm này vô tàm là sự phơi bài ngu si vô tàm vì chẳng chánh tri vô tàm vì sự ngu si sâu dày vô tàm vì thiếu thẳng ngay vô tàm nên mới phơi bài tham sân vô tàm do nhiễm tục trần vô tàm là bởi sống gần người si vô tàm tục vậy vô tri vô tàm lộ mãn khinh khi pháp lành vô tàm do thiếu học hành Do không tu dưỡng nên thành xấu xa Do không hổ thẹn với ta Do không tự trọng thành ra vô tàm Tâm vô quý Vô quý là chẳng sợ gì Thích làm tội lỗi lầm lì gớm ghê Cho dù thiên hạ cười chê cũng không hộ thẹn không hề sợ ai. Sẵn sàng làm việc trái sai, cho dù hậu quả tương lai chẳng lành. Bao nhiêu việc ác khởi sanh, từ tâm vô quý thích hành ác nhân. Tạo ra tham dục hận sân, tạo ra tà hạnh bất nhân ở đời. Sát sinh trộm cắp nơi nơi Cũng do vô quý khiến đời khổ đau Tà dâm dối trả lẫn nhau Cũng từ vô quý gây đau khổ nhiều Sấy xưa nghiện ngập sớm chiều Khiến cho mất trí làm điều bất nhân Lâu ngày phước thiện hết dần đến khi quả báo muôn phần khổ đau ai mà thức tỉnh thì mau bỏ tâm vô quý để sao được lành nương vào giáo pháp thực hành hướng về giải thoát tự từ sanh từng ngày khi nào tàm quý hiện bày tâm vô quý xấu xa này tiêu tan tâm phóng dật phóng dật là tâm chạy lăng xăng nó không giữ được sự thăng bằng an trụ không lâu trên đối tượng khi lên khi xuống cứ tung tăng vì tâm phóng dật trú không lâu cho nên trí tuệ chẳng thâm sâu người hai phóng dật tâm hời hợt chẳng có cái gì nó hiểu đâu. Giống như lũ khỉ ở rừng sâu, nhảy nhót lăn xăng đến loạn đầu. Cái tâm phóng vật còn hơn vậy, lăn xăng cho lắm họa càng sâu. Lăn xăng khiến não phiền sinh khởi, lăn xăng hời hợt sẽ ngu lâu. Muốn trừ phóng vật, phải định sâu Giữ tâm chánh niệm ấy làm đầu Miên mật công phu không phóng vật Từng ngày qua ấy định thêm sâu Giữ tâm trên đối tượng thật lâu Trí tuệ sinh ra trí nhiệm màu Giác ngộ thân tâm tầm đạo quả Đoạn trừ phóng vật trí thăng hoa tâm hoài nghi không tin sự thật hoài nghi là vì tâm ấy ngu si mơ màng vì không hiểu biết rõ ràng cho nên do dự mơ màng hoài nghi hoài nghi quá khứ ra sao có hay không có thế nào là ta đã từ hay chẳng sinh ra có hay không có vậy ta thế nào? Tương lai ta sẽ ra sao? Luân hồi sinh tử thế nào có không? Việc làm thiện ác mênh mông, Nhân duyên quá khứ có không thế nào? Thiên đường có ở trên cao, Diêm la địa phụ thế nào có không? Hoài nghi tâm trí long bông, mơ màng do dự vì không tính thành chạy theo sắc tướng âm thanh cảnh trần dục lạc rành rành ở đây càng thêm đắm nhiễm sâu dày như rùa mù với khúc cây giữa dòng luân hồi sinh tử long đông biển trầm luân ấy khó hồng thoát ra vì không tin pháp Phật Đà cho nên mê muội thật là ngu si những điều chân thật hoài nghi vì chưa có trí làm gì thấy ngay cảnh trần dục lạc mê say trần gian giả tạm tin ngay tức thì tạo ra ác nghiệp vô tri mai này cho quả trường kỳ khổ đau con kính thưa đại chúng con vừa đọc xong si tâm kệ được trích từ quyển sách kệ tu tâm của tác giả sư thanh minh con kính chúc đại chúng thân tâm thường an lạc